Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình lớp nhận 10 top cần ship đến từ dự án Bay Sea Ship các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click cho bằng link mô tả dưới video mà tâm tắt chatbot nào. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho những group kênh seller cho nhiệm vụ đầu tiên nha các bạn. Rồi, còn nút chat đi lấy cấp cha nha các bạn. U272. Thì chương trình airdrop này nó chỉ dành cho random 4.500 winner may mắn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm theo số airdrop nữa. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tại Twitter nữa đó. Và tan 3 người bạn vào nha các bạn. Mình thấy dự án này cũng khá là tiềm năng nha các bạn. Rồi trên tại Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like, các bạn chỉnh chẳng cho tại Twitter nè. Các bạn tan 3 người bạn mình vào nha các bạn. Các bạn tại Twitter lên nè. Sau đó các bạn bắt đập lên nè các bạn. Tiếp tục follow Facebook nè. Trên Facebook thì các bạn bấm thích nha các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu. Các bạn like nè. Chia sẻ bài viết công khai luôn nha các bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Sau đó thì các bạn up to wallet. Tiếp cận ship nha các bạn. Và join vào Discord nè. Rồi, trên công an cap thì các bạn bấm vào up to wallet nha các bạn. Thì login vào ta ơi. Rồi, các bạn bấm up to wallet nha các bạn. Rồi, sau đó bạn bắt up lên nha các bạn. Bấm submit đi tên nha các bạn. Rồi, các bạn bấm done. Tiếp tục các bạn submit đường link profile tại Twitter chắc của tất cả các bạn nha các bạn. Trên tờ Twitter bạn nhấp nhận avatar, nhấp nhận một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot. Sau đó các bạn submit đường link profile Facebook thì các bạn nhấp vào Facebook nha các bạn. Trên Facebook thì bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Các bạn sao chép đường link Facebook mình nha các bạn, gọi là cho bot nè. Rồi, sau đó các bạn join vào Discord, gọi là username Discord thì các bạn bấm vào Discord nè các bạn. Tại lâu quá. Mình rất là ghét con Discord này. Trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Quay vòng. Rồi. Nó quay đó. Ở trên Discord thì các bạn chấp nhận điều khoản của nó nha các bạn. Đấy. Bấm bỏ qua đi. Rồi bạn bấm nhanh một hoàn thành nha các bạn. Các bạn chấp nhận điều khoản của nó nha các bạn. Rồi bấm gỡ nè. Sao mà chưa được nữa ta. Không thể được tin nhắn nè. Rồi sau đó thì các bạn bạn không có quyền truy cập gì hết này. Rồi các bạn chọn vào Việt Nam nha các bạn. Rồi các bạn gửi một cái tin nhắn nha các bạn. Good airdrop. Rồi sau đó thì các bạn copy cái username của mình chỗ này nha các bạn. Ôi tờ nó nhảy đâu không mà các bạn. Con Discord này mình. Rồi các bạn sao chép ra nha các bạn. Rồi gọi là chatbot. Rồi sau đó các bạn add to wallet rồi bấm done nha các bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với bên B Smartchain Bet20 trên dưới chocolate nha các bạn. Sau đó không có kêu mình gửi màn hình ta. Chắc nhiệm vụ tùy chọn quá các bạn. Rồi sau đó bạn bấm vào submit đi. Ê! Rồi các bạn bấm vào balance chứ đừng bấm vào submit tên là làm lại nha các bạn. Mình lỡ bấm nhầm. Rồi các bạn bấm vào get form lên game chia sẻ trong bè những thằng kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.